Gần sang chảnh không rảnh làm thơ mà chỉ rảnh giải đố cùng fan thôi à. Dự là hôm nay sẽ là một video khiến cho fan cứng fan mềm của cặp đôi Kim Ngân Ken Khảnh bật ngửa vì bất ngờ cho mà xem. Bật mí nè, chúng cuối không bao giờ làm bạn thất vọng, nên là hãy like video và bắt đầu cùng nhau khám phá nhé. Câu 1, anh Ken đang chụp ảnh cùng ai đây? Đầu tiên mà chị Kính dành cho fan là bức hình chụp chung của anh Ken và chị Nhi. Nhìn có vẻ là thân thiết quá hạ, bảo sao mà hồng thành tin đồn cơ chứ. Mà đố các bạn biết chị Nhi có tên thật là gì? Lý Nguyễn Nhi, cơ mà cái tên nghe lạ nhở. Ai cùng tên với chị ấy thì like video điểm danh cái nào. Có tin đồn cho rằng chị Nhi và anh Ken là chị em ruột, bạn thấy có đúng hay không? Ơ kìa, ruột gì mà ruột? Có mà ruột già với cả ruột non à? Ruột gì mà một người họ Nguyễn, một người họ Lý cơ chứ? Sai sai à nha. Vậy theo bạn thì chị Nhi là gì của anh Ken nhỉ? Chị Nhi chỉ là chị em họ của anh Ken mà thôi. Thế mà mới đầu làm tôi cứ tưởng là mối tình tay ba không đó. Mấy cái ông bà già này thích tạo drama ghê. Đến bây giờ vẫn còn thắc mắc không biết ai mới là người yêu của anh Ken. Đơn giản là bây giờ ai là người yêu mình thì sẽ hôn mình một cái. Chị Ngân đang chôn dỉ anh Ken đây nhỉ? Nhân dịp chị gái nhiều tới thăm nên tôi sẽ cho một cú chí mạng phần 2. Haha, ai lấy bằng chị Ngân đây? Nhân dịp chị gái anh Ken sang chơi, chị Ngân bê nguyên cái thau nước ra đòi rửa chân cho anh Ken. Bữa giờ có thấy bà phục vụ ông Ken đâu cơ chứ? Ác quá trời luôn á, Kim Ngân ơi! Có biết trước khi làm top top thì anh Ken đã từng làm nghề gì hay không? Trước khi trở thành TikToker nổi tiếng như bây giờ thì công việc của anh Ken Khảnh là phục vụ quán trà sữa và chạy việc linh tinh. Đó, mấy anh em cứ cẩn thận, giờ thì lông bông thôi, ai ngờ mai sau thành idol nổi tiếng đây nè. Hoài, từ nhỏ chưa biết mình BD nên cứ hay đi chọc gái hoài. Chờ tới cái lúc mình nhận ra thì mấy chị chọc ngược lại mình. Dặn mấy chị là đừng bày nữa, bởi vì em rất dễ chiến trình. Và chuyện đi chọc tiếng em rất ngường, nên là mấy chị đừng có chọc, em thỏa em lắm. Câu 7 nha, chị Kim Ngân đã từng ngoại tình với ai nhỉ? Những drama chạy bằng cơm đã hóng được tin chị Ngân ngoại tình với chủ tịch Quyền. Haha, nhưng chỉ là diễn thôi, anh em đừng có mà tin sái cổ đấy nhá. Trong thế gian, em là tất cả. Ông xã em number one, number one, number one. Câu 8, nhìn chị Kim Ngân trắng như vậy thì không biết là chị có xài kem trộn không hả? Chết, chị Kim Ngân bị anh Ken bóc phốt là xài kem trộn nè. Cơ mà kem này uy tín này nha. Bảo sao mà bà trắng dữ vậy trời. Câu 9, đố các bạn, anh Ken đã tặng gì
gì khi chị Ngân bị ốm đấy. Uầy, đỉnh thật, người yêu nhà người ta không làm mình thất vọng. Người ta bị ốm cái thôi mà được tặng hẳn iPhone 15 Pro Max này. Đúng là liều thuốc chữa bách bệnh mà. Mãi chất nhà anh Ken Thành ơi. Em quay cuồng trong mơ hồ nói. Top 10, ngoài việc làm top top thì anh Ken còn làm nghề gì? Thì anh Ken Thành cũng lấn sân sang kinh doanh. Và anh chàng đã khẳng định việc kinh doanh và làm nội dung là nó khó như nhau nha. Khối người vẫn phải ngưỡng mộ cái sự cố gắng của anh ấy đấy. Ngoài khả năng diễn xuất và quay top top, anh Ken Thành còn biết hát nữa nha. Đố bạn, bài hát mà anh ấy cover là gì? Ngoài dùng cái chất xám để tạo clip top top hay là series phim ngắn trên YouTube thì anh ấy còn có những video cover nhạc đến triệu view như là Cô Thắm Không Về. Cùng nghe xem có đã cái tai không nha. Cậu biến phân mình cay đắng nhưng có sao lòng vẫn buồn. Làm phu làm thuê làm sao mơ cho được ngọc ngà. Cô thắm ngày nào bên tôi nay khuất xa dần mất rồi. Để thôi tôi phải quên. Câu 12, sau khi bỏ ngực mẹ anh Ken đã bắt anh ấy phải làm gì? Chỉ là clip hài thôi mà khối bạn tưởng thật đấy. Sau 4 năm xa nhà, khi trở về, mẹ anh ấy đã biết con mình phẫu thuật bỏ ngực thì đã bắt con trai mình đi nâng ngực để lấy chồng. Đương nhiên là anh ấy không đồng ý rồi. Đi ra ngoài người ta bảo con trai, con là con trai, con gái, chào hỏi thăm. Yeah. Con trai, giờ con lấy vợ cũng được, con lấy chồng cũng được đúng không? Mẹ không ngăn cản. Không ngăn cản rồi, con muốn lấy ai là quyền của con. Phúc lợi rồi. Câu 13, câu chuyện Kim Ngân Ken Thành có em bé là thật hay giả nhở? Chỉ là đóng clip thôi bà con ơi, mới đầu tôi coi là cũng tưởng và sốc tận óc luôn á, nhưng cũng mong là có em bé đầu lòng ha. Câu 14, anh Ken Thành đi chuyển giới ở đâu? Ở Việt Nam thì là chưa có rồi, chắc chắn là anh ấy phải sang tận Thái Lan rồi á. Thời gian đó chắc là anh Ken Thành cũng rất mạnh mẽ đấy ha. Câu 15, cặp đôi này có anti-fan hay không? Đương nhiên là có rồi, tích cực và tiêu cực thì luôn tồn tại song song với nhau. Có những người ghét và sẵn sàng công kích anh chị ấy, nhưng chính vì thế mà anh chị ấy đã cố gắng hơn mỗi ngày đấy. Em đây đâu chỉ yêu mình anh, ngày xưa tình trong vòng tay, muôn đời mình không đổi thay, tình yêu đứng mãi trong trái tim vẫn còn luôn đong đầy. Giờ đây em xa
cầm tay trôi giặt về phương trần nào, riêng mình anh giờ tay lẻ loi mai mong chờ em người. Câu cuối nè, bạn mê Ken Thành hơn hay là Kim Ngân hơn? Bạn mê ai thì comment ngay xuống dưới phần bình luận nhé. Tạm gác lại những tin đồn và cái có cái không ở đây thôi. Hôm nay drama đến vậy là đủ rồi. Giờ thì like video và đăng ký kênh thôi nào. Bye bye.